xin chào anh em nha. Hôm nay em lôi mấy cái máy 5018 với 60 được ra lôi cho anh em quay cho anh em xem nha. Với báo giá luôn cho anh em nha. Lâu quá rồi chưa làm một cái clip giống vậy ha. Rồi em xin báo giá cho anh em nha. Thì đây là con máy 4708XB thì nó tầm cỡ 235 ha. Còn mấy chiếc 5018 này thì nhiều giá quá em nhớ hết nha. Nó từ 270 cho tới 300 thôi nha. Đây ha. Cái địa chỉ công ty của em là công ty Thủy Tiên nha. Đó, số điện thoại đây ha. Đây. Rồi em quay tiếp cho anh em xem luôn. Em có M6040 đầy đủ. 6040 còn rất là nhiều luôn ha. 6-7 chiếc luôn này nha anh em. Đó. Tục nha anh em thì đây là 6040. Cái này thì cũng giá tầm 320 thôi ha. Nó cũng có ủi và sới. Còn chiếc này để em nhớ coi. Chiếc này 200 mấy, 270, 280 gì nha. Đây. Chiếc này thì đẹp nè. Đó, chiếc này 370 ha. Còn với mấy chiếc này thì nó cũng rẻ thôi, nó tầm có 200 mấy. Đây, chiếc này thì zin 3 cục. Còn ok, 360, 370 vậy. Anh em cứ đến lựa trực tiếp nha, giá em có để trên máy sẵn hết luôn. Anh em cứ thoải mái lựa luôn nha. Này em 6040 Thái nè. Ở phía sau còn nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đấy ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.